Mộng Thu xin chào khán giả của đài SBTN. Mộng Thu hiện đang ở Central Park Waymore tại thành phố Mississauga để ghi lại buổi hội thoại do Linh Mục Pharaoh Nguyễn Văn Khải. Mời quý vị đón xem chương trình chúng tôi sau đây. Kính thưa quý vị của đài SBTN, vào ngày 5 tháng 5, hôm nay chúng ta lại được sự ưu ái viếng thăm của Linh Mục Pharaoh Nguyễn Văn Khải sau một tuần công du ở Canada. Đây là lần thứ hai Linh Mục viếng thăm Canada sau 6 năm vắng bóng. Với sự tham dự của hơn 200 đồng bào, cha đã chia sẻ và ban cho cộng đồng người Việt nhiều kinh nghiệm và kiến thức về xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là xã hội không có chủ nghĩa gì hết. Theo cha, xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là một tập đoàn ăn cướp. Những dẫn chứng của cha đưa ra rất thực tế và ghi sâu vào lòng người, đánh thức lương tri của mọi người có mặt. Và ông đã nhắc lại câu bất hủ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rằng: đừng tin những gì Cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm, để chúng ta và thế hệ con cháu của chúng ta không tiếp tục bị mắc lừa bằng cách là không bao giờ ngồi xuống để hòa hợp và hòa giải hay đối thoại với Cộng sản Việt Nam. Một câu mà trông thấy là chân lý. Là chân lý là đừng nghe những gì Cộng sản nói hay xem những việc Cộng sản làm. Cứ xem những việc Cộng sản làm đó. Cứ xem những việc Cộng sản làm thì mình biết một điều: đừng bao giờ tin những lời Cộng sản. Đừng bao giờ tin những lời Cộng sản. Và Cộng sản, theo như cháu luôn luôn nói đi nói lại ở bất cứ cộng đoàn nào cháu gặp, cháu bảo kinh nghiệm của cháu sinh ra dưới chế độ Cộng sản, lớn lên dưới chế độ Cộng sản, ăn học trong chế độ Cộng sản. Và cháu nghiệm ra một điều: Chúa cho cháu cái trí khôn để suy nghĩ, cho con mắt để thấy, cho cái tai để lắng nghe. Thì cháu nghe, cháu nhìn, cháu thấy, cháu suy nghĩ từ những điều mình học, rồi mình đối chiếu với cái thực tế cuộc sống, mình thấy một điều: Cộng sản, nói về Công giáo cháu hay nói, Cộng sản đúng là loài ma quỷ, Cộng sản đúng là loài quỷ dữ, Cộng sản đúng là loài quỷ đỏ, Cộng sản đúng là cái tai họa khốn nạn nhất trên thế gian này. Cộng sản nó nói nhẹ như Đức Đạt Lai Lạt Ma là lãnh tụ Phật giáo nói. Cộng sản nó là loài trùng độc, nó sinh ra trên những rác rưởi của chiến tranh. Và Cộng sản nó đáng chết đi trong sự khinh bỉ của nhân loại. Vâng, thì cái đó tôi chẳng cần nói, thì chị cũng như quý vị khán giả cũng biết, đó là càng ngày nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ấy, càng vi phạm quyền con người. Họ tước đoạt quyền con người và họ trả cho người dân Việt Nam được sống như là một con người. Tất cả những cái quyền tự do căn bản của con người, người dân ở Việt Nam đều không được sống. Thí dụ, không có tự do cư trú, ở đâu cũng có hộ khẩu quản lý cả. Người đang ở nông thôn không được tự do vào thành thị sinh sống. Đấy nhá, không có tự do cư trú, không có tự do công ăn việc làm, không có tự do ngôn luận, không có tự do hội đoàn, không có tự do biểu tình, không có tự do chính trị nhá. Không có tự do chính trị, không có tự do tôn giáo, có nghĩa là chả có tự do gì cả. Nói theo kiểu Cộng sản mà chỉ có một thứ tự do thôi, đó là thứ tự do chửi những cái thế lực mà Cộng sản nó coi là kẻ thù. Nghĩa là Cộng sản mà anh có tự do mà tự do chửi kẻ thù của Cộng sản thôi, chứ còn nó chả có tự do gì cả nhá. Chừng nào còn chế độ Cộng sản thì mình đừng có mong rằng là có cái tự do gì, đặc biệt là tự do tôn giáo. Tôi là đi tu ở trong chế độ Cộng sản, tôi biết mà, làm gì có chuyện có tự do. Và nhà nước Cộng sản tìm mọi cách để bóp nghẹt các tôn giáo, bóp nghẹt các tôn giáo mà không được, bóp mà không chết thì Cộng sản tìm cách xen vào các tôn giáo, tìm cách làm tha hóa các tôn giáo, tìm cách khống chế các tôn giáo từ bên trong, tức là nói là làm hỏng các tôn giáo từ bên trong. Nó rất là nguy hiểm, rất là thâm độc. Cho nên đấy, tôi thưa mấy chị Mộng Thu, mấy quý vị khán giả như vậy, là Việt Nam chả có tự do gì cả nhá. Thưa cha, vừa rồi ở Việt Nam thì có một hiện tượng mới, là một cái tôn giáo mới gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời. Thì Hội Thánh Đức Chúa Trời khác với Thiên Chúa Giáo như thế nào? Vâng, thì tôi có thấy các phương tiện truyền thông ở Việt Nam ồn ào họ đưa tin, rồi cả đài Hoa Kỳ cũng, đài BBC cũng vào cuộc. Cái điều mà chị nói đó là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đang ra sức là bắt bớ và bách hại cái nhóm tôn giáo thiểu số kêu là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Và cái cách đưa tin của họ trên Internet, trên các phương tiện truyền thông nói chung, tôi thấy là nó không bình thường.
Và mỗi một cái tôn giáo, dù là tôn giáo lớn như Công giáo, như thể các giáo phái Tin lành, như thể là Anh giáo, như thể là Phật giáo, như thể Cao Đài Hòa Hảo, mỗi tôn giáo họ có cái giáo lý riêng của mình, họ có cái giáo luật riêng của mình, họ có cái tổ chức riêng của mình. Chừng nào mà họ không làm cái điều gì ác hiển nhiên thì dù mình không thích, mình cũng phải tôn trọng. Tôi theo dõi cái cuộc bách hại đến cái Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, là một nhóm tôn giáo nhỏ, là một cái giáo phái xuất phát ra từ Tin lành, mà nó bắt đầu từ bên Hàn Quốc, nó có cả các trụ sở bên Hoa Kỳ này. Thì tôi thấy cái cách mà nhà nước đang ứng xử với cái nhóm tôn giáo nhỏ kêu là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đó, tôi thấy đấy là một kiểu bách hại tôn giáo. Đấy là một kiểu bách hại tôn giáo nhé. Tôi có thể không đồng ý về cái giáo lý của cái nhóm kêu là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi không đồng ý với giáo lý đấy. Nhưng tôi tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo của người dân Việt Nam. Tôi tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo của những người đã gia nhập vào cái nhóm kêu là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đó. Còn bây giờ mà họ chả làm cái điều gì xấu hiển nhiên, họ chả làm cái điều gì ác hiển nhiên, họ không vi phạm vào cái điều luật nào hiển nhiên của luật pháp Việt Nam cả, mà bây giờ đi bắt bớ, đi đàn áp họ, đi nói xấu họ, thì cái đó là tôi coi là đang vi phạm tự do tôn giáo và đang vi phạm quyền con người. Tôi coi rằng là có cái bàn tay nham nhúa ở bên dưới, có cái hậu ý ở bên dưới đánh cái nhóm nhỏ này để vì cái mục đích nào đó lớn ở bên dưới trên mà mình không biết được. Thưa cha, theo như dư luận hiện nay thì nhiều người cho rằng nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đàn áp hội này và mục đích là để đàn áp Thiên Chúa Giáo. Thì cha nghĩ sao về nhận định này? Thì cái kiểu làm của Cộng sản xưa nay nếu vậy là thường là như vậy. Nếu có đúng như chị nói thì cũng không có lạ. Bởi vì Cộng sản nó chuyên môn đó, là tìm mọi cái cơ hội để đánh phá Công giáo. Trong các tôn giáo ở Việt Nam thì Cộng sản ghét nhất là Công giáo. Và Cộng sản tìm mọi cách hạ bệ Công giáo, làm cho Công giáo bị mất mặt hay làm cho Công giáo bị mất mạng. Đấy là âm mưu của Cộng sản. Và khi mà Cộng sản không có kiếm được cái duyên cớ nào để đánh phá Công giáo trực tiếp, thì họ cũng có thể là họ kiếm một cái nhóm nhỏ nào đó theo một tôn giáo nào đó mà có dính dự ít nhiều đến cái chữ Chúa, đến chữ Mẹ. Đó, chị hiểu không? Họ kiếm một cái nhóm tôn giáo nào có dính dáng liên quan ít nhiều đến chữ Đức Chúa Trời hay đến chữ Đức Mẹ để họ đàn áp, để họ nói xấu và họ gieo cho dân chúng cái tư tưởng sợ Chúa nói chung, ngại Đức Mẹ nói chung. Và từ đó họ, từ cái việc ghét cái nhóm nhỏ người theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ này, họ tuyên truyền để họ làm cho cái tình cảm của dân chúng ghét luôn cả Công giáo. Thì nếu có cũng là bình thường, mà có thể họ làm ồn ào cái vụ này lên nhưng họ có hậu ý khác. Có thể họ đang làm ồn ào vụ này để họ che chắn một cái tội lỗi lớn nào đó của họ không chừng. Hoặc là họ làm ồn ào chuyện này để họ nhắm đến một cái, làm một cái việc gì đều cáng lớn về sau này không chừng. Mà các cái việc lớn đó nó có thể nó liên quan đến tôn giáo nào đó không chừng. Thưa cha, cha có sợ bị trả thù nếu mà cha về lại Việt Nam hay không? Thì câu đó cũng có nhiều người hỏi tôi. Thực sự ra chị biết cái Cộng sản Việt Nam nó tàn ác nhá. Quý vị biết là Cộng sản Việt Nam nó tàn ác. Dân lành chả làm điều gì có tội cũng vẫn bị nó đánh chết. Dân lành chả có làm gì cũng bị nó cướp đất cướp nhà. Mà cả dân tộc Việt Nam chả có tội tình gì cũng bị nó thống trị, bị nó kìm kẹp. Thế thì tôi thấy cái người dân lành ở Việt Nam mà còn chả làm gì, chả nói gì, còn bị nó đàn áp, nó giết chóc. Thế thì những người mà dấn thân cho dân chủ, tự do, những người dấn thân cho công lý, cho sự thật, cho hòa bình, thì có bị Cộng sản nó trả thù, đấy cũng là cái điều bình thường, đấy cũng là lẽ tất nhiên. Có điều như bản thân tôi á, thì từ trước đây tôi chưa làm gì, tôi đã bị Cộng sản nó trù dập rồi. Tôi chưa làm gì, tôi nói gì, tôi mới chỉ là người Công giáo có ý định đi tu thôi. Đã bị Cộng sản nó khủng bố rồi, nó trù dập rồi và nó làm khó dễ đủ đường rồi. Cho nên bây giờ giả dụ Cộng sản có mưu giết tôi hay mưu bắt bỏ tù tôi thì cái chuyện đó tôi thấy cũng chả có gì là lạ cả. Và bản thân tôi thì tôi sống ở cuộc đời này, tôi biết cuộc đời nó mau qua.
Kinh Thánh nói trăm năm cũng tựa một ngày. Tổ tiên mình nói là cuộc đời con người nó giống như bóng câu cửa sổ, tức là giống như bóng ngựa mà nó vụt qua cửa sổ. Cuộc đời nó nhanh lắm, mình sống ngày nào thì sống thôi, mình sống ngày nào thì lo sống cho nó tử tế thôi, lo biết yêu thương người khác, biết phục vụ người khác, biết yêu mến quê hương đất nước dân tộc mình. Còn sống thì còn làm việc, còn sống còn phục vụ, còn sống còn yêu thương. Còn mình có chết bất cứ lúc nào đi chăng nữa thì mình cũng vui lòng, bởi vì ai cũng phải chết cả. Còn tôi tin một điều là Chúa mới làm chủ mạng sống của tôi. Đức Chúa Trời mới là chủ mạng sống của tôi. Nếu Đức Chúa Trời chưa muốn tôi chết thì Cộng sản chả làm gì được. Và nếu Đức Chúa Trời mà muốn tôi chết thì dù tôi ở đâu tôi cũng vẫn chết. Xin chào cô Mộng Thu và xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài SBTN. Vâng, thì đứng trước cái tình trạng đàn áp tôn giáo cũng như là đàn áp nhân quyền, đàn áp đồng bào mình trong nước, thì không những là vì đó là những người Công giáo mà còn là vì đó là đồng bào của mình, thì cái cảm xúc của mình đương nhiên là rất là căm phẫn, rất là bực bội, rất là tức, rất là uất ức, rất là căm phẫn, không biết làm sao để mà chặn đứng lại những cái chuyện đó và bênh đỡ được cho đồng bào của mình. Thưa anh có thể cho Mộng Thu biết cảm nghĩ của anh về buổi hội thoại ngày hôm nay? Hôm nay là lần thứ hai thì chúng tôi ban tổ chức liên lạc và mời được cha Phêrô Nguyễn Văn Khải sang đây để cha thăm, cũng như là cùng với đồng bào ở Toronto và các vùng phụ cận làm những cái lễ, trước hết là lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu của chúng ta ngày 28 tháng 4 tại Đại thủ phủ Toronto, và sau đó thì đúng ngày 30 tháng 4 thì Ngài cũng đến tham dự với cộng đồng từ các miền Canada đổ về tại thủ đô Ottawa. Rồi sau đó thì anh em cũng sắp xếp cho Ngài đi nói chuyện tiếp xúc với đồng bào ở bên Calgary ngày 29. Rồi ngày 30 thì Ngài là tất bật chạy về, bay vội về Ottawa. Và hôm nay thì ở đây với đồng bào Toronto, Mississauga, các vùng phụ cận, cũng như là sau đó thì Ngài sẽ đi về nhà dòng và sẽ nói chuyện với đồng bào ở Montreal. Thì cái cảm giác của mình là rất là mừng, là vì trong cái hàng ngũ giáo hội Công giáo, trong các tu sĩ thì có một vị linh mục biết nghĩ tới dân tộc của mình. Ngoài cái bổn phận là một linh mục, là một đấng chăn chiên của Chúa, là lo về vấn đề đời sống tinh thần, lo về cái vấn đề tâm linh cho giáo dân, thì Ngài cũng rất quan tâm tới mảnh nước, tới tình trạng đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, và Ngài hết sức đi khắp nơi để mà nhắc nhở cho đồng bào thấy cái bổn phận của mình, bổn phận một con dân Việt Nam trong cái thời buổi mà đất nước lâm nguy như vậy, bị nhận chìm dưới cái gọng kìm cộng sản như vậy, thì Ngài khơi dậy cái lòng yêu nước và cái sự quan tâm cần thiết của tất cả con dân Việt khắp nơi để cùng nhau làm một cái gì đó cho quê hương, cho đất nước của mình. Thì đó là cái điều rất là quý. Vừa rồi là những hình ảnh ghi lại của phóng viên SBTN. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mộng Thu, chương trình tại thành phố Mississauga.